kem ống hương vị tuổi thơ của nhà thiết kế Kimso Vanena do thí sinh Phạm Hoàng Kim Dung số báo danh 079 trình diễn. Những que kem mát lạnh, ngọt ngào, mang sắc màu tươi vui chính là cảm hứng để nhà thiết kế cảm tác nên bộ trang phục về thức quà vặt gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ người Việt Nam. Kem ống hương vị tuổi thơ by designer Kimso Vanena, performed by Phạm Hoàng Kim Dung, number 079. The cool, sweet and cheerful ice cream stick are the inspiration for the designer to create a costume about snack associated with the childhood of generation of Vietnamese people.